Công an xác minh thông tin Hoàng Tử Gió treo cổ vì nợ số tiền lớn. TTO lực lượng chức năng xác định Hoàng Tử Gió tử vong trong tư thế treo cổ. Hiện cái chết của người này vẫn đang được điều tra và chưa có kết luận chính thức. Sáng nay, 6 tháng 10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc. Hoàng Đức Nhân, còn được gọi là Hoàng Tử Gió, 29 tuổi, quê Quảng Ninh, qua đời trong một căn hộ chung cư trên địa bàn huyện. Lực lượng công an đang phối hợp Viện Kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong, vị lãnh đạo này nói. Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng Hoàng Tử Gió tự tử do nợ một khoản tiền lớn, vị lãnh đạo đạo đã cho hay hiện công an vẫn đang xác minh thông tin này. Một lãnh đạo xã Đa Tốn, Gia Lâm cho biết nguyên nhân tử vong ban đầu là chết trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường không tìm thấy thư tuyệt mệnh. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và chưa có kết luận chính thức. Cũng theo lãnh đạo xã Đa Tốn, thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có một mình Nhân trong căn hộ. Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm COVID. Đối với Nhân, đến khoảng 23 giờ đêm ngày 5 tháng 10, thi thể Nhân được đưa khỏi hiện trường. Hoàng Tử Gió tên thật là Hoàng Đức Nhân, từng được biết đến với biệt danh Giang Hồ Mạng. Hoàng Tử Gió là đàn em thân thiết với đàn anh Giang Hồ Mạng như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng. Trong phiên tòa xét xử Khá Bảnh tại thành phố Bắc Ninh, Hoàng Tử Gió cũng có mặt. Trước đó, vào cuộc cuối tháng 10, 2019, Hoàng Tử Gió từng bị công an bắt vì hành vi liên quan đến sử dụng chất cấm. Thời gian gần đây, trên mạng cá nhân của mình, Hoàng Tử Gió thường xuyên đăng tải những hình ảnh, clip về tiền bạc, xe hơi, chia sẻ kiến thức về làm giàu. Hoàng Tử Gió được nhiều người chú ý khi xăm hình đầy người, bao gồm cả cổ. Facebook cá nhân của người này có gần 900.000 lượt follow.